kinh Vô Lan Bồ ai con từng nghe lời tạng như vậy. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ ấy xa về thành Kỳ Thu Viên Trung Mộng Liên mới đặng lòng thông mà muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân công dưỡng dục thâm ân dốc trả nghĩa sinh thành đạo cả mong đền làm con yêu hành vi tiên bèn dùng thấy vòng mẫu sanh làm ngã quỷ không uống ăn tiều tùy hình hài mùng liên thấy vậy bi ai biết mẹ đôi khác ai hoài tình thâm lo phẩm vẫn đem dân từ mẫu ấy đặng đỡ lòng cưng khổ bấy lâu ai thấy con mẹ rưng lo âu ai tay tạ che đầy hữu hậu bóng ăn lòng bọn sáng tiền căn chưa dứt sợ chúng ma cướp giật của bà cơm đưa chưa tới miệng đà hóa thành than lửa nuốt mà đằng đâu thấy như vậy âu sầu thấy thảm mây mộng kiền ly cảm xót thương ơi mau mau về đến giảng đường bành cùng sư phụ tìm phương giải nàng Phật mới bảo rõ ràng căn cõi rằng mẹ ông gông tội rất sâu ơi giàu lòng hiếu thảo của ông giàu lớn ấy tiếng vang đồn thâu đến cửu thiên ấy cũng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương cộng ba cõi sau phương tu tầm cũng không phương cứu khắp mẹ ngươi muốn cho cứu đặng mang người phải nhờ thần lực của mười phương tăng pháp cứu tế ta toàn giải nói ơi cho mọi người thoát bèn kéo mùng thị đến gần truyền cho diệu pháp ân cần thiên thi ai rằm tháng bảy là ngày thứ tư mười phương tăng đều dự lễ này phải toàn sắm sửa chớ chạy món trái cây năm màu lại phải sắm giường nằm nệm lon ấy cùng
bát vọng cầu kính dân. Chư đại đức mười phương thù thực ấy trong bài đời sẽ đặng siêu thân lại thêm cha mẹ hiện tiền ngày đặng nhờ phương lực tiêu khiên ắt nàng. Vì ngày ấy thanh tăng đều đủ dầu ở đâu cũng tu hội về ấy như người thiền định sơn khê tránh điều phiền não chăm về thiền nam. Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả không tu hành nguyện thỏa vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành ai chẳng ham quyền quy ấn danh tâm tòng, hoặc người đăng lòng thông tấn phán ấy và những hàng duyên gia thành văn, hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sai ở gần chúng sanh, đều trì giới đấng thanh rất tình đạo đứng dày chánh định chân tâm mà tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thô lãnh bát cơm lục hoàng. Người nào có sắm ra vần thực đằng cúng dường tự tư tăng thời hiện tiền phụ mẫu của người bà con quyến thuộc thái đều nhờ ơn tham đò khổ chẳng rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hướng thụ tự nhiên ấy như còn cha mẹ hiền tiền nhờ đó cũng đặng bách niên thọ trường như cha mẹ bảy đời qua vàng sẽ hóa sanh về cõi thiên cung. Người thời tuấn tố hình dung ấy hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân anh. Phần lại bảo mười phương tăng chúng ấy phải tuân theo thể thức sau này khi thụ từng đàn cháy phải cần chú nguyện cho người tính gia cầu thân thế mẹ cha thí chủ ấy định tâm thần quan đủ đừng quên cho xong ý định hành thiện mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng. Khi thụ dụng nên an vật thực trớ phận đài hoặc tự tháp trung chư tăng chú nguyện viên dung mây sao rồi tự tiện thu dùng bữa trưa. Pháp cử tế Phật vừa nói dứt ngay một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng
tỏ và vui mừng. Mục Liên cũng hên khóc thương rầu buồn, ngày Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy kim khổ về ngã quỷ đường tan. Mục Liên bành với phận rằng mẹ con nhờ sức thanh tăng khỏi nàng ai lại cũng nhờ oai thần tam bảo bằng chẳng thì nàng khổ khó ra. Như sao để độ cha mẹ còn đương tài thế, hoặc bay đời có thể đặng công an. Phân rằng lời hỏi rất thông, ai ta vừa muốn nói con trùng hỏi theo thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần tam công tể tướng bách quan này cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần. Như chi muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thân thế tình thâm đến rằm tháng bảy mỗi năm mấy sau khi kiến hạ chư tăng tử về chính ngày ấy Phật đà hoan hỷ phải sắm sanh bách vị cơm canh. Đừng trong bình ba tinh anh này chờ giờ tư thế chúng tăng cũng dường đặng cầu nguyện sống đường trường thọ anh. Chẳng ôm đau cùng chẳng khổ chi cùng cầu thân thế đồng về nhân thiên an. Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp mãi lại xa lìa nạn khổ cực thân ấy môn sanh Phật tử ân cần ai hành tu hiếu thuận phải cần phải chuyên. Thường cầu nguyện thông huyên an hảo ấy cùng bài đời phổ mẫu siêu sanh ấy ngày rằm tháng bảy mỗi năm ấy vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền lễ cứu tế chi thành sắm đặt ngõ cung dường chư Phật chư tăng ngày ấy là bao đáp thù ân ấy sanh thành dưỡng dục sống thân buổi đầu đệ tử phần lo gìn giữ ấy mới phải là thích tử thiền môn ấy vừa nghe dân pháp lang bồn môn sanh tử chung thấy đồng hỷ hoan ấy. Mục Liên với môn bán Phật tử ấy nguyện một lòng tin thu phụng hành
trước là trả nghĩa sinh thành, sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài. Mộng Liên Tôn già tuệ